Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương. Và ngày hôm nay thì sau một thời gian ở nhà nghỉ ngơi chống dịch thì Hương đang rất là rảnh, cho nên là Hương quyết định sẽ làm một video clip để Hương troll Huy. Và chủ đề của video clip troll ngày hôm nay, Hương sẽ giả bộ làm một cô gái hoàn toàn lạ mặt luôn mọi người ạ. Hương đã quyết định sẽ biến hóa thành một cô gái tay với cái tên là Rose. Rosie là hoa hồng đó mọi người. Hương sẽ thả thính Huy trên game để coi Huy có dính thính của Hương không. Và sau khi Huy dính thính thì Huy sẽ bị cái gì thì các bạn hãy cùng Hương theo dõi video clip này nha. Và bây giờ Hương sẽ bắt đầu biến hình đi. Hương đã thay một cái con tóc len màu xanh cho nhìn cho mắt nó xanh. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu make up nha mọi người. Tay không ạ? Đẩy nó lên thế này, chừa hai cái bên tai. Đó. Hi, hello everyone. I'm Rose. Hương sẽ selfie một vài tấm, sau đó Hương sẽ gửi cho Huy để Hương làm quen, thử coi là Huy có bị dính bậy của Hương không nha. Mình hãy tiếp tục theo dõi video clip này và đón chờ phần 2 ở phía sau nha. Mọi người ơi, thì hồi nãy á, Huy có gọi điện thoại cho Hương. Huy nói á, là Huy chuẩn bị qua nhà Hương để xin miếng nước đá về ăn chè. Thì Hương sẽ tính là lật mặt, lật lại luôn cho Huy biết là cái cô gái đó là Hương, để Hương chọc Huy. Bữa giờ thì cũng nhắn tin qua lại cũng khá là nhiều rồi. Hương thì cũng kiểu thả thính nhưng mà thính chua, thính độc đó mọi người ạ. Thì để coi là Huy sẽ như thế nào. Giờ Hương sẽ đặt một cái camera dấu kính ở đây, Hương sẽ quay lại toàn bộ sự việc cho các bạn xem. Nước đá hả? Ừ, cho xin miếng nước đá coi, để lẹ đi. Chơi nói chuyện xíu đi lấy nước đá cho anh. Mấy nước đá tự động hả? Không phải, mới bỏ đá gì chưa có đông. Để cho đông đá đi rồi lấy cho. Thôi nói chuyện hả? Sao ngồi chơi lâu quá không gặp, mấy bữa nay mấy ngày rồi nó cách ly đâu gặp đâu. Đúng rồi. Hên là Hương có đeo khẩu trang. Chứ không là bị Huy lây bệnh rồi. Mấy bữa nay gì? Cái gì nữa, Huy không đeo khẩu trang là bị phạt tiền nghe chưa? Biết rồi, thì nhà kế bên chạy qua xin miếng nước đá về liền. Ê mà sao dạo này nhìn mặt như kiểu có tình yêu quá ha? Ủa sao biết vậy? Trời ơi, nhìn cái mặt có chữ yêu liền luôn. Xạo đâu, chữ yêu ở đâu? Chữ yêu nghe chán rồi, hay nghe chỗ hai cục mụn á. Tao có mụn kệ ta nha, không cần xin nước đá nữa bây giờ. Ok đi về giùm đi, đâu có không muốn. Thôi mệt quá, lỡ qua rồi. Rồi sao? Kể nghe coi. Gì? Dạ sao? Thì đó nói rồi, mấy bữa nay mất ngủ. Biết sao không? Mấy bữa ở nhà chán quá gì chơi, lấy điện thoại ra chơi game. Thì bữa bắn chung tim với em kia. Yeah, em nè đẹp bao nhiêu? Bắn cũng 2-3 ngày rồi. Cái hôm bữa nhắn tin. Em đã nói là em đến từ Ukraine. Ghê, trời ơi, cái này quen tao xa dữ vậy má. Biết sao biết tới Ukraine nào? Sao? Phải hỏi where you from. Ghê. Các bạn nói Ukraine. Đẹp không? Đẹp. Cho Hưng có hình coi. Ghê đó. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Gái Ukraine là gái đẹp thứ hai thế giới đó. Ê, nhìn có nét giống Hương quá ha. Mà Hương nghĩ sao vậy? Người ta từ Ukraine, từ ở bên kia thế giới. Mà Hương nghĩ sao, Hương so sánh? Ok. Thì có nét hơi thôi, nhưng mà Hương nhìn kỹ là Hương không giống chút nào. Ok, rõ ràng, không giống chút nào luôn á. Người ta là Ukraine rất là xinh đẹp. Thôi, mấy bữa nay bị tương tư. Em nhà ở đâu thế? Cứ tới lưu trong tim anh chẳng nhớ được về à. Ví dụ mà Huy mà có một cái điều ước á, thì Huy sẽ mong ước cái gì nè? Tại dạo này Hương có phép thuật, Huy biết không? Hương có thể biến mọi thứ mà người khác mong ước trở thành sự thật.
thiệt. Xạo Hương có phép thuật không? Mẹ ước đi, mẹ ước thì tao biến cho mày coi. Huy mà có một điều ước thì Huy ước gì? Huy được gặp cô bé Urana đó. Ok, bây giờ Huy sẽ cho Huy được gặp. Xạo. Bây giờ Huy không tin đúng không? Bây giờ Huy không tin đúng không? Ừ. Huy ngồi yên ở đây đi. Hương sẽ đi lên trời. Hương gọi em xuống cho Huy gặp. Quyến ghen trong nhà Hương mà. Xạo quá, không mệt quá. Giờ không tin không? Vô lấy nước đá cho ta đi về. Thôi ok, vậy ngồi đây xíu nha, A few moments later. Wow. How are you? Rosie. Huy đúng không? Ủa sao? Rô nè, Rosie nè. Rosie sao biết nói tiếng Việt? Rosie Hương. Vậy là Huy mấy ngày qua Huy đã làm gì? Huy đã chat với Hương hả? Đúng rồi. Trời ơi, công nhận luôn. Huy đúng là một cái con cù non ngây thơ. Trời ơi. Cái gì ta? What? Rô ăn cơm chưa? Rô thôi em đi. Đừng chưa? Nói nữa. Huy chưa ngủ đâu, Rô ngủ chưa? Ôi trời ơi, tội nghiệp trái tim bé bỏng và ngây thơ của Huy quá. Thì ra bao nhiêu lâu nay Huy đã bị Hương lừa hả? Đúng rồi. Phải. Hương nói chung là Hương mấy bữa rồi Hương ở nhà rảnh quá Huy. Cho nên là Hương phải... Xong nhìn Rosie ngoài đời bớt quá vậy. Trời nóng. Chó đi à. Trời nắng. Huy thề luôn á, Huy bị đánh lừa tại vì trên hình. Nói chung là không bao giờ tin vào. Quá khác. Không bao giờ tin vào hình ảnh, hiểu không? Nó nhìn ngoài đời thì nhìn đúng là Hương rồi, không phải Rosie đâu. Sao tán nhầm gì rồi. Nói chung là Huy đã bị cho một cái cú rất là đau đớn đó Huy à. Đó đó, Huy nhìn thấy không? Hương có đặt camera không quay lại hết rồi đó. Hèn gì. Tao nghi nghi rồi. Huy yên tâm đi, clip này sẽ được 1 triệu view vì cái sự ngây thơ của Huy. Cực cực chứ 1 triệu view, đấy cái sự... Cái đó gọi là cái gì ta? Sự ngu ngốc. Cái sự dại khờ, cái sự tin tưởng của Huy mà đem ra câu view. Hương Huy cá với Hương sẽ không bao giờ được 1 triệu view cái clip này đâu. Thôi đi, dẹp đi, đừng nói nữa. Lỗi, đi cái tiêu Huy tan nát rồi. Để bye bye. Nè, đá nè. Khỏi cực.